Huỳnh Hiểu Minh bị đồn có tình mới, Angela Baby lặng lẽ đưa con trai đi chơi. Angela Baby dường như không mấy bận tâm về tin đồn tình cảm của chồng cũ. Trang Soho ngày 14 tháng 2 dẫn nguồn tin từ bài đăng trên mạng xã hội từ một netizen. Theo đó, netizen này có tình cờ gặp Angela Baby khi nữ diễn viên xuất hiện tại trung tâm thương mại cùng con trai. Đây là hình ảnh đời thường đầu tiên của Angela Baby xuất hiện bên con trai bọc biển nhỏ sau khi cô cùng Huỳnh Hiểu Minh chính thức tuyên bố ly hôn. Nữ diễn viên vẫn vui vẻ trò chuyện cùng con trai nhỏ. Dường như chuyện công bố ly hôn hay việc Huỳnh Hiểu Minh bị đồn có tình mới không hề gây ảnh hưởng tới tâm trạng của Angela Baby. Đáng chú ý là gần đây, Huỳnh Hiểu Minh lại dính tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên Thiên Long Bát Bộ Tưởng Hân. Nguyên nhân đến từ việc Huỳnh Hiểu Minh đăng tải clip có sự xuất hiện của Tưởng Hân. Điều này khiến tin đồn về việc Huỳnh Hiểu Minh đang hẹn hò với Tưởng Hân rộ lên. Ngay sau đó, Tưởng Hân phải lên tiếng đính chính về mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Minh. Các bạn đừng nói bậy, chúng tôi là anh em thân thiết,